kính chào tất cả các vị hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ nha bây giờ chúng ta sẽ lấy đại một cái căn nhà đó là căn nhà hướng đông 23 à, hướng đông 23 thì là hướng mão hoặc hướng ác này vì chúng ta nói là hướng mão đi à, hướng mão thì được là là cái sông tinh hội hướng à, sông tinh hội hướng ở đây thì nó xấu về cái tọ này và, và ngay cái chỗ hướng nhà thì nó thuộc về linh thần này đó, à, hướng nhà thì nó thuộc về linh thần bên đây nó cũng là linh thần linh thần thì thích hợp cho nước ở đây thì con số 8 à, con số 8 nó là là là, là suy khí à, suy khí tức là nó bị thắc quỵ nhưng mà nó vẫn còn lực cho nên chỗ đây cũng có thể kích nước kích nước thì ít ra cũng tốt được 4 hoặc 5 năm à, nằm tại hướng Đông Nam này còn cung này là cung càng của Tây Bắc chúng ta bỏ nè ở à, hướng Nam là hướng Nam là cung càng của Tây Bắc chúng ta bỏ nè ở đây hướng Tây Nam nó thuộc về Linh Thần này ở à, hướng Tây Nam thuộc về Linh Thần mà hướng tinh của nó là con số 1 này là rất thích hợp để kích nước này các quý vị à chỗ đây rất thích hợp để kích nước bây giờ chúng ta sẽ phối nó quay lại hiền không đại quái à rồi đây là sơ đồ này các quý vị rồi xong chúng ta tìm ngay tại hướng tây nam và hướng tây nam là mùi khôn thân này rồi bây giờ chúng ta xem ở cái khu này là khu tây nam ở à, khu tây nam linh thần của của hiền không phi tinh rồi bây giờ chúng ta hãy đi tìm linh thần của hiền không đại quái linh thần của huyền không đại quái là con số số 1 đây đó nếu mà chúng ta muốn tích nước ngoài nhà thì chúng ta chọn con số 1 đây và lúc mà chúng ta chọn con số 1 chỗ đây đó, thì ba cái ba cái số sức quái là chúng ta không dùng nha chúng ta chỉ dùng những cái con số mà nó nằm tại hướng nhà thôi và tọ nhà thôi nha Tọa nhà cũng dùng nữa nha tức là dùng vừa hướng nhà vừa tọa nhà à, ví dụ ví dụ nhà của chúng ta là 90 độ đi À, ví dụ thôi, nhà của chúng ta là ngay 90 độ. Thì ở dưới đây nó sẽ là cộng thêm 180 độ nữa là 270 độ. Nó 270 độ thì nó coi thử nó rơi vào cái quẻ nào. Thì xong rồi đó, chúng ta xem thử là cái quẻ đó nó sức quái tại những con số nào. Giờ lúc này chúng ta sẽ dùng hậu thiên để chúng ta à, xem thử những con số này nó thuộc về hướng nào. Ví dụ, chúng ta phải học thuộc là nhất khảm nhì khôn tam trắng, tứ tốn ngũ trung lục trèn thắt đòi bét cắn củ ly. À, tức là số 1 là hướng Bắc, số 2 là hướng Tây Nam, số 3 là hướng Đông, số 4 là hướng Đông Nam, số 5 là Trung Cung. Mà thường thì sức quái thì không có sức quái tại Trung Cung đâu các quý vị. Số 6 là hướng Càng, số 7 là hướng Đòi, số 8 là hướng Tấn và số 9 là hướng Ly. Đó. Tức là số 6 là hướng Tây Bắc, số 7 là hướng Tây, số 8 là hướng Đông Đông Bắc và số 9 là hướng Nam. Đó là theo hậu thiên đó các quý vị những con số đó là theo hậu thiên tức là những con số xuất quái như thế này là chúng ta sẽ tính theo hậu thiên hả à, rồi sau khi chúng ta đã chọn được cái hướng tây nam là chính thằng để chúng ta kích nước thì lúc này chúng ta hãy dùng đại quái chúng ta tìm ngay cái chỗ tây nam nếu mà chúng ta kích nước ở ngoài nhà thì chúng ta sẽ dùng cái số 1 này thì chúng ta sẽ dùng con số 1 nha số 1 ở à, số 1 nằm đây tại vì là số này số ở trên để nhớ là số này số trên số này số mới là số ở dưới này số ở trên này là số quái khí thôi còn đây mới là quái quặng nha. Đó. À, giờ chúng ta sẽ dùng số quái quặng là con số 1 nếu kích nước ở ngoài nhà, ở ở ngoài căn nhà của chúng ta lại. Còn nếu mà chúng ta kích nước ở trong nhà, ví dụ bàn làm việc của chúng ta nằm ở đây, hả à, nằm ở tại Tây Nam, thì lúc này chúng ta sẽ kích con số 9. hả à, để, để, cái phong, để cái phong thủy lưng ngay tại cái con số 9 này hoặc là để một cái gì đó cho nước nó chạy ào ào, ào, ào hoặc là tạo một cái hồ cát thủy sinh đó à là cho nó có cái nước động đó nằm ngay tại con số 9 này thì cực kỳ tốt à đó là chúng ta đang phối giữa hiền không phi tinh với lại hiền không đại quái đó à. giờ qua những bài sau chúng ta sẽ phối hiền không phi tinh hiền không đại quái và phối luôn tam hợp phái vào nữa thì để cho chúng ta có có nhiều kiến thức hơn à và có nhiều tư duy có nhiều tài liệu hơn để khi chúng ta muốn luận đón một căn nhà cái số quảng tinh này nó mang ý nghĩa như thế nào các quý vị hôm nay hạ nhật tấn sẽ nói cái ý nghĩa của cái những con số quặng tinh này là nó tính theo từng quặng của đại quái chứ không phải là từng quặng của hiện không phi tinh nha đó ví dụ hiện tại chúng ta đang ở năm 2024 nó là con số chính nó nó là đang nhất chính đương quyền Đã, thì nó là du nó là con số mạnh nhất và nó là chính thần mạnh nhất và cái những con số nào mà nó hợp thập với nó hợp thập với cái con nhất chính đương quyền thì có thì cái con số đó mình gọi là linh thần quận khí còn số 9 thì gọi là chính thần quận khí đó ví dụ quận 8 vừa qua thì con số 8 nó là nhất chính đương quyền đó. thì những năm vừa qua là nó nằm trong quận 8 thì con số 8 là nhất chính đương quyền thì con số 2 nó sẽ là cái con linh thần đương quyền linh thần đương quyền còn con số 8 nó là chính thần đương quyền đó bây giờ nó qua con Bây giờ thì nó đã rơi vào quận 9 thì con số 9 là chính thằng đương quyền và con số 1 tức là cái con hợp thập của nó con hợp thập với nó hợp thập tức là cộng lại với nhau bằng 10 á thì nó sẽ là linh thằng đương quyền. Đó. Ví dụ nếu mà chúng ta đang ở trong cái quận 7 thì con quận 7 là nhất chính đương quyền thì con số 3 nó sẽ là linh thằng nhất chính đương quyền. Nó sẽ là linh thằng. Đó. Cũng giống như là một chồng một vợ đi chung với nhau đó. đó. Thì cái con nào mà nhất chính đương quyền thì con đó là chồng. Còn con nào mà hợp thập với nó là con đó là vợ Đó là chúng ta phải hình dung và tưởng tượng như thế Rồi còn ở cái khu này Cái khu mà nó có hai cái hàng Hai cái hàng chữ đỏ này là các quý vị à, Là hai cái hàng chữ đỏ này là rất là quan trọng nha Rồi hai hàng chữ đỏ này là một môn Hai hàng chữ đỏ này thì một một môn là tam hợp phái Một vòng là tam hợp phái Còn một phòng còn một vòng nữa là của huyền không đại quái đó. À, thì bây giờ là hạnh nhật tấn sẽ không đào sâu gốc rễ hoặc là để không nói về nguồn gốc của nó nó mất thời gian mà bây giờ hạnh nhật tấn chỉ hướng dẫn cho các vị cách dùng thôi tức là những cái ô màu đỏ này á, là những cái ô tốt các vị lưu ý nha những cái ô màu đỏ này là những ô tốt khi chúng ta kích nước hoặc mà chúng ta mở cửa là ngay cái cái chỗ mà chính giữa cửa khi mà chúng ta đóng lại cái cái đường kẽ ngay chỗ chính giữa cửa nó bao nhiêu độ mà nếu mà nó nằm ở trong trong cái ô này nè ô hai hai ô hai ô đỏ này nè là tốt đó à. Rồi, quý dụ ở ngoài đây cái hướng cửa của chúng ta thì chúng ta đo chính giữa cửa đó ngay cái hướng cửa mà nó rơi vào kỷ mão mà nếu mà nó rơi vào trong hai cái ô này nè hai cái màu đỏ này nó cũng tốt tương tự nha nhiều khi hai cái ô màu đỏ này nó sẽ tốt hơn cái cái kỷ mão này đó còn nếu mà không rơi vào chữ đỏ mà nó rơi vào chữ đinh mão thì vẫn tốt nha thì trong hai cái này một cái là 120 phân kim, còn một cái là những cái chấm đỏ này. Thì trong hai cái này chúng ta phải lấy một cái hoặc mà lấy luôn cả hai cái thì càng tốt. Ví dụ như cái ô này, ô màu đỏ nó có chỉ có một cái cái ô đỏ thôi. Với lại cái đinh mão thì nó tốt. Còn cái còn cái ô ở dưới thì nó không có. À, thì nói chung là trong này nó có 3 phần mà chúng ta lấy được hai phần là rất là tốt. Đó. À, rồi, ví dụ bên đây là nó là canh dần. Đó. À, mà chúng ta lấy miếng gì thì nó không có vô được hai cái, à, không vô đủ ba cái tốt nhưng mà nếu nói chung là chúng ta hãy hội đủ là hai cái tốt là tốt và bên này cũng tới, à, bên này cũng tới à. và tất cả các các ô khác cũng thế nha các vị, các vị lưu ý cái những cái chấm đỏ này, những cái chấm đỏ này là Hạ Nhật Tấn đã nói về nguyên tắc và Hạ Nhật Tấn đã giải thích và Hạ Nhật Tấn đã hướng dẫn cách tính toán của trần Quang như thế này từng chấm như thế này ở trong cái khó hiền không đại quái và cái khó tâm hợp phái rồi cho nên các anh chị nào mà nghiên cứu mà học về tâm hợp phái với hiền không đại quái á thì các anh chị sẽ hiểu được hai cái vòng này hai vòng này là rất là quan trọng lắm các quý vị và khi chúng ta kích nước hồi nãy là chúng ta nói về chúng ta kích nước tại tại đây đi tại đây ở ở trong nhà này à, chúng ta kích nước tại đây ở trong nhà thì bắt đầu là chúng ta mới đo cái cây kim ra đo kim ra thì làm sao á mà nó rơi vào chỗ chỗ đây Bính, bính thăng đó, bính thăng và nó rơi vào cái ô màu đỏ này thì lúc này chúng ta mà kích nước một cách chính xác như thế rồi là chính xác từng độ luôn á các vị từng từng độ luôn đó, từng số độ luôn thì khi mà chúng ta kích nước như thế đó, thì nó phát cực kỳ nó phát rất là mạnh các quý vị còn không thì chúng ta nếu mà chúng ta thấy bên đây nó chặt quá chúng ta có thể lựa chỗ đây nó có hai cái chấm đỏ nhưng mà trên đây thì nó xấu cởi đó một cái xấu mà hai cái tốt là chúng ta có thể dùng đó nhưng mà nó nó phải là con số 9 nha à nó phải con số 9. khi chúng ta đặt phong thủy lưng ngay chỗ đây thì tốt nha à còn khi mà kích nước ngồi nhà ngay tại ô này thì con số một cái vị lưu ý là con số một là kích nước ngồi nhà này đó à. chúng ta kích ngay chỗ đây chính giữa hai cái ô đỏ này là tốt nè. rồi làm sao nó kéo dài nó ăn vô trong cái đinh mùi nữa này là tốt nha à là coi như là chúng ta hỏi đủ nhiều cái tốt thì nó thời gian phát nó cũng phát cực kỳ nhanh và cái lực phát của nó cũng cực cũng cực kỳ mạnh. À, nếu mà chúng ta hỏi đủ nhiều cái tốt thì lực phát của nó cực kỳ mạnh. Còn nếu mà chúng ta hỏi chỉ một hai cái thôi á thì cái một là cái lực phát của nó nhẹ, nó phát nhẹ. Hai nữa là nó sẽ hai nữa là nó phát chậm. À, cho nên đó là muốn nhanh và mạnh thì chúng ta cần phải kích nước mà chính xác từng độ số thì lúc này chúng ta mới mới chắc ăn được đó quý vị đó. nói chung cái cách cách nước mà tầng độ số như thế này á thì chỉ có kích cho người quen kích kích uh, cho khách quen hoặc là kích cho cho nhà chúng ta thì được chứ còn mà nếu mà chúng ta mà đi kích cho khách á từng từng người khách á kích gì á là nói chung là khách không có tiền để trả cho mình đâu tại vì mình ngồi mình kích cả ngày luôn đó mình ngồi mình canh tọa độ canh cả ngày luôn đó cái này nó, nó, nó nhưng mà cái này nó phát cực kỳ mạnh nếu mà chúng ta xuyên làm cho khách cái kiểu này á thì khách phát cực kỳ mạnh và tiếng tâm của chúng ta cũng nổi như cồn luôn các quý vị nếu mà chúng ta xuyên làm còn mà nói về tiền bạc thì quan trọng các vị muốn lấy bao nhiêu thì các vị lấy thôi cái chuyện đó là chuyện của các quý vị chứ còn mà theo hành nhật tấn mà hành nhật tấn mà kích nước như kiểu này hành nhật tấn lấy tiền rất là cao nha các vị tại vì nếu mà kích như thế này thì cũng phải mất nửa ngày nửa ngày của hành nhật tấn cho nên cái giá tiền của nó cũng tương đương cũng khá cao các quý vị còn cái quỹ lưu ý ngay chạy tại, tại hướng nam của căn nhà này á là không uh, được để uh, à, không được kích nước kích đá nha không được để cái gì nữa, tại nói là hướng kèn của thiên địa đó còn hướng bắc này á, là con số 2, nó nằm tại uh, hướng tinh và nó là linh thần thì nó xấu về cái kích nước này hả à. nếu mà chúng ta thấy nó có nước ở đây á là bắt đầu là chúng ta sẽ dự đoán và chúng ta sẽ dự đoán dự đoán là gì tại vì nước mà chúng ta đặt ở đây thì chúng ta đang kích con số 2. Mà con số 2 nó thuộc thổ. Thổ thì nó liên quan tới bao tử, dạ dày và ung thư. Các vị lưu ý nha. Trong nhà thường hay có người đau bụng xấu về cái bụng. Là trong nhà là ví dụ 5 người là hết bốn người là bị bị dạ dày, bao tử. Đó. Còn ở chính thằng chính thằng nhưng mà cái thằng này nó là sơn tinh nó là con số 5 nếu mà chúng ta kích đá hoặc cầu thang chúng ta để ngay chỗ đây ở đông bắc đây đó thì rất là hung à các quý lưu ý cái cầu thang khi chúng ta xây lên á, thì vô tình chúng ta cũng gọi là kích đá nha hoặc là nó chạy ngang qua khu này cũng là xấu nha khu này thì nó bị phạm ngũ hoàng và khu này nó phạm nhị hắc thì cái hai khu này chúng ta nên dùng an nhận thủy để uh, tiết khí cho nó nha còn không thì trong nhà là thường hay uh, bệnh đau nè ở ngay hai khu này khu này á, thì uh, khu này là thuộc về là chính thằng chính thằng mà thằng này thì nó nằm tại uh, hướng tinh À, cho nên là cái lực sát thương của nó nó bị chéo cho nên nó cũng cũng yếu nhưng mà cái con số 5 này nó nằm ở đâu là nó gây tai hại đến đó cho nên các vị à, lưu ý trong nhà của các vị á, có bao nhiêu ô nó có số 2 với số 5 á, dù sơn tinh hay là thủy tinh chúng ta cũng cần phải có một cái em nhận thủy tức là em nhận thủy nằm ở đây nè là một này em nhận thủy nằm đây hai này ba này là ba khu đó à, thường á, một nhà có bốn khu luôn các vị để tìm thứ một khu à số hai nằm trong đây rồi thì thành ra là nhà này có 3 khu để ăn nhận thủy đó à, rồi chúng ta nếu mà đi xem cho khách đó, là an toàn nhất là chúng ta hãy uh, đem ăn nhận thủy theo rồi khi nào đó mà khi nào mà xem ra là chúng ta biết được cái ô nào cần có ăn nhận thủy thì cũng, chúng ta lấy ăn nhận thủy chúng ta để vào thôi để trên cao nha các vị để vào ngay đúng cái cái, cái khu nó mà và cách nếu mà chúng ta dùng đại quái để chúng ta uh, để ăn nhận thủy á thì càng tốt nha nếu mà chúng ta dùng phi tinh thôi á thì cũng được à, còn nếu mà chúng ta muốn à, thêm đại quái á thì các vị lưu ý nè cái chỗ đây á nó nó là con số 5 nó là là nó là sơn tinh à, tức là nó là tọ tinh nè tọ tinh thì lúc này chúng ta sẽ xem theo chính thằng à, chúng ta sẽ đặt cái chúng ta sẽ đặt cái an nhận thủy á là nằm tại chính thằng à, còn ở đây là số 2 là hướng tinh hướng tinh thì nó sẽ phù hợp cho linh thần linh thần thì lúc này chúng ta sẽ ăn uh, uh, an nhận thủy ngay tại linh thần theo hiện không đại quái đó các vị rồi ở đây thì uh, số 5 nó nằm tại tại hướng tinh nó cũng là linh thần linh thần thì lúc này chúng ta sẽ lấy an nhận thủy bỏ ngay cái con số linh thần số linh thần là số 1 đó các vị đó đợi ngay đây còn số chính thần là số 9 nha đó rồi cái cách mà chúng ta dạy ta dùng ăn nhận thủy chúng ta giải đó là như thế một là chúng ta để trong cung này chúng ta không cần coi nữa hai là, nữa là chúng ta sẽ phối hợp với hiện không đại quái để chúng ta đặt đây nhận thủy cho nó chính xác và sức khó giải của nó sẽ mạnh hơn hả và các vị lưu ý những cái mà mang tính chất khó giải là chúng ta nên để trên cao chứ không nên để dưới thấp nha hả